Ý tưởng thiết kế cửa hàng kinh doanh máy gắp gấu. Đó là một ý tưởng thú vị. Để thiết kế cửa hàng kinh doanh máy gắp gấu, bạn có thể cân nhắc những điểm sau. 1. Bố trí không gian. Tạo ra một không gian rộng rãi và thoải mái để khách hàng có thể di chuyển dễ dàng. Cân nhắc sử dụng màu sắc tươi sáng và hình ảnh vui nhộn để tạo cảm giác vui vẻ và thú vị. 2. Kệ trưng bày. Sắp xếp kệ trưng bày các loại gấu bông theo kích thước, màu sắc và kiểu dáng khác nhau, đảm bảo rằng khách hàng có thể dễ dàng nhìn thấy và tiếp cận với các sản phẩm. 3. Khu vực chơi thử. Tạo ra một khu vực chơi thử để khách hàng có thể thử nghiệm các máy gắp gấu. Điều này sẽ tạo ra trải nghiệm thú vị và giúp khách hàng quyết định chọn sản phẩm nhanh chóng. 4. Trang trí. Sử dụng hình ảnh gấu bông lớn, bảng hiệu và đèn trang trí để tạo không gian thu hút và tăng sự chú ý của khách hàng. 5. Khu vực quà tặng. Tạo ra một khu vực riêng để trưng bày các phụ kiện và đồ chơi liên quan đến gấu bông như áo choàng, mũ, giày dép và đồ chơi nhỏ. 6. Dịch vụ khách hàng. Đảm bảo có nhân viên thân thiện và có kiến thức về sản phẩm để tư vấn cho khách hàng. Cung cấp dịch vụ đóng gói quà tặng và giao hàng để tăng sự thuận tiện cho khách hàng. 7. Sử dụng công nghệ. Cân nhắc sử dụng công nghệ như màn hình cảm ứng để khách hàng có thể xem thông tin về sản phẩm và đặt hàng trực tuyến. 8. Sự sáng tạo. Để tạo sự khác biệt, bạn có thể tổ chức các sự kiện đặc biệt như buổi triển lãm gấu bông, buổi hướng dẫn làm gấu bông hoặc các hoạt động thú vị khác để thu hút khách hàng. Tóm lại, việc thiết kế một cửa hàng kinh doanh máy gắp gấu cần tạo ra một không gian vui nhộn và hấp dẫn, cung cấp trải nghiệm chơi thử và dịch vụ tận tâm để thu hút và giữ chân khách hàng.